lên tiền. Lên tiền gì? Lại chúng tôi có gửi xe ở đây, giờ tìm mãi không thấy, mất là cái chắc còn gì. Ok, thank you. À, hóa ra các anh đi đây ăn vạ, lừa tiền chúng tôi à? Rõ ràng vừa lấy các anh có đi xe nào đi thôi. Bình tĩnh đã. Đã bảo chúng nó hâm rồi còn gì, lại còn cố dây vào. Bây giờ là phải dùng cái đầu, hiểu chưa? Tôi biết xe các anh ở đâu rồi. Chờ một chút, để tôi đi lấy. Lao cái trang bé tên tim nhá. Bíp bíp. Đây, các anh xem, đây có phải là xe của các anh không? Chờ đấy. Khoan đã. Sao? Cho xin 20.000 gửi xe. Ai ơi cái mà.